Suốt cả cuộc đời này thì mẹ vẫn bên con, mẹ là cơn gió ban trưa, dù cho con ngủ giữa mùa tháng năm, mẹ là quạng sáng giữa trời, như vì soi chiếu suốt đời của con, mẹ là khúc hát dân ca cho con ấm áp bao la tình người. Nhận được những món quà này thì chú rể Tuấn An vui lắm, có nói với cô dâu Bích Lụa rằng phải đâu mẹ của riêng em, mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi, mẹ tuy không đẻ không nuôi mà anh ơn mẹ suốt đời không quên, là bởi vì chắc chiêu từ thuở ấu thơ mẹ sinh em để bây giờ cho anh. Vâng, và lúc này thì cô dâu và chú rể rất là bồi hồi xúc động, không biết nói gì, chỉ biết nói rằng là cha mẹ đã cho con nhiều rồi thì con xin cảm ơn cha mẹ cả ngày lẫn đêm, mà nếu mà cha mẹ mà tiếp tục cho con thêm thì con xin cảm ơn cha mẹ cả đêm lẫn ngày. Vâng, xin cảm ơn mẹ rất nhiều, và mời bố mẹ hãy chụp với con gái như là con rể của mình một kiểu ảnh để lưu niệm trước khi con gái lên xe hoa trở về với gia đình nhà trai làm dâu con tại gia đình nhà trai. Bố mẹ rất nhiều, và xin mời ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai tỏ đẹp lúc đã đến. Vâng, xin mời.